Quế Vân lên tiếng đáp trả khi bị chồng sắp cưới của nam em tố lợi dụng ép vợ mình livestream chín tiếng. Vừa qua sau khi vợ chồng nam em có màn khẩu chiến cực căng trên sóng livestream, Quế Vân bất ngờ bị lôi vào cuộc. Theo đó, trong một phiên live, chồng nam em tố Quế Vân lợi dụng ép vợ mình livestream suốt chín tiếng. Mới đây Quế Vân cũng lên livestream để nói rõ về lời tố cáo từ chồng nam em. Sao lại kêu tôi lợi dụng? Tôi lợi dụng gì? Chắc là có chút hiểu lầm ở đây, bởi tôi không vào showbiz nữa. Hôm qua tôi cũng đã nói nổi tiếng không chỉ là một ngày. Ví dụ như một phiên like, mọi người để ý nói chuyện với nhau, quý mến hai chị em. Thế ngày mai không like nữa thì hết nổi rồi đúng không? Vậy mình sẽ làm gì để nổi những ngày sau này? Bởi vì nổi tiếng phải liên tục như vậy. Như thế thì lợi dụng gì ở đây? Quế Vân cũng nói rõ về buổi gặp với nam em hôm thứ Bảy. Người đẹp cho biết hai chị em có hẹn nhau nên cô sang nhà đón nam em. Đấy là Cường mới yêu nam em gần đây, nhưng tôi đã quen nam em vài năm trước. Mỗi lần tôi vào Sài Gòn, nam em sẽ đón tôi đi chơi. Còn nam em ra Hà Nội thì tôi sẽ đưa đi chơi. Hôm qua không đi được vì quá mệt, quá mệt thì tôi lên nhà nam em chơi, Quế Vân nói. Nói về lời tố cáo ép buộc nam em livestream chính tiếng, Quế Vân cho biết. Hôm qua tôi có nghe Cường nói tôi ép nam em livestream rất nhiều đó là cường hiểu sai tôi rồi tôi không ép được vợ em em hỏi vợ em đã rồi hẳn nói như thế bởi vì sao vì sang nhà là vợ em đang like rồi khi đang like thì chị em gặp nhau nói chuyện khi nói chuyện khán giả yêu mến thì mình cứ nói nói tới lúc nào cảm thấy mệt thì thôi còn lúc đi ăn xem hoa hậu vợ em luôn like chứ tôi không bắt là em phải like đi cho nên đừng nói là chị vân bắt ép vợ em like cái này sai nha cường hiểu sai cho tôi nên không có được nếu là lợi dụng thì em phải đưa ra cho chị bằng chứng lợi dụng để làm gì. Vì tình cảm giữa tôi và nam em vẫn thế, từ khi em chưa có xuất hiện trong cuộc sống của nam em cơ. Quế Vân một lần nữa khẳng định với khán giả cô không ép nam em livestream chính tiếng. Đừng dọa nạt ai cái gì cả. Cuộc sống này có pháp luật. Tôi không bao giờ chửi nam em. Bởi vì tôi là một người chị, nhất là tính tôi rất quân tử, mà quân tử thì không bao giờ lèm bèm, làm là phải nhận. Quế Vân chia sẻ. Được biết, trước đó, vào ngày 17 tháng 2, nam em khiến dư luận dậy sống khi nhắc lại ồn ào tình cảm với một người trong showbiz khiến cô bị gọi là người thứ ba suốt 8 năm qua. Tiếp nối câu chuyện, chiều 18 tháng 2, nàng hoa khôi gây chú ý khi cùng Quế Vân kể lại drama tình ái ngày trước. Theo nội dung cuộc trò chuyện, hai người đẹp cùng nói về một nhân vật trong showbiz và người vợ hiện tại. Cả hai đều từng có giai đoạn mập mờ với người đàn ông mặc áo bông lên sóng truyền hình cầu hôn. Khi được nam em hỏi người kia đã chia tay hay chưa vào thời điểm hai người quen nhau, Quế Vân khẳng định nếu chưa cô sẽ không quen. Sau khi phát sóng, cuộc trò chuyện trên livestream của nam em và Quế Vân nhanh chóng gây bão, thu hút nhiều sự quan tâm. Dù hai nghệ sĩ không nhắc rõ tên nhưng qua nhiều chi tiết, cộng đồng mạng đồn đoán được người đàn ông trong câu chuyện. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng từng vướng vào lùm xùm tình ái với Quế Vân lẫn nam em khiến dân tình bàn tán sôi nổi. Nam em khóc lóc cầu xin Bùi Hữu Cường quay về, cộng đồng mạng bức xúc, mất mặt phụ nữ quá. Những ngày qua, thông tin về chuyện tình sóng gió của nam em và chồng sắp cưới là Bùi Hữu Cường là đề tài được dân mạng quan tâm, bàn tán sôi nổi, liên tục đầu tố qua lại, chia tay rồi làm lành, netizen vô cùng đau đầu. Theo đó, nam em và chồng sắp cưới cãi nhau ngay trên sóng livestream, Hữu Cường nói về việc người đẹp bỏ sang nhà Quế Vân không chịu về. Nam em nó sợ anh phá việc của nó, anh sẽ phá, chắc chắn anh phá, nhưng phá trên phương diện để tốt chứ không phải để hại. Anh chặn hết số nam em rồi, cho nên nếu mà ok thì gọi điện cho tao, hôm nay đi chơi thế rồi bao nhiêu người gọi, ảnh hưởng uy tín. Trong khi đó về phía nam em, cô tố ngược Bùi Hữu Cường say xỉn ăn nói không chuẩn mực. Cô còn cho biết là bị đe dọa, bị ép buộc với những lời lẽ khó nghe. Chưa hết sốc hơn là người yêu của nam em còn đòi bỏ cô vào thùng xốp, khiến khán giả sởn ra gà. Nam em còn lên mạng xã hội đăng tải, loạt trạng thái công bố bản thân đã chia tay. Từ nay sống cuộc sống độc thân. Tưởng chừng chuyện tình của cả hai đứt gánh thì mới đây trên livestream, nam em lại tỏ cảm xúc khóc lóc, cầu xin Bùi Hữu Cường quay về. Đi ngược lại với cộng đồng mạng, mong không ai chỉ trích chồng sắp cưới của cô nữa. Nam em vừa khóc vừa nói, chưa bao giờ ổng đánh tôi hết trơn, ngày hôm nay ổng về ổng nấu cơm cho tôi ăn, ổng nói tủ lạnh không có gì ăn hết, không có ổng ở nhà, vườn không nhà trống. Ổng về một cái là ổng nấu cơm, ổng mua đồ này kia chất đầy tủ lạnh, tôi được ăn sung mặc sướng không thiếu gì hết. Bình thường uống rượu vào thì hay nói xàm, ngủ dậy là bình thường chứ ổng được dữ lắm. Mở mắt ra là thấy ổng nấu cơm cho tôi ăn, lên là ổng làm nước cho tôi tắm. Ổng dắt tôi ra ngoài tập thể dục cho tôi khỏe, ổng không tệ như mọi người nghĩ đâu. Nên là anh Cường ơi anh về đi, em không nghĩ anh tệ gì đâu. Áp lực cuộc sống nên em vậy thôi, anh về đi Cường ơi em năn nỉ anh. Sau đó trên livestream cá nhân của Bùi Hữu Cường, anh cho biết anh và Nam Em đã quay về với nhau. Động thái này của Nam Em khiến nhiều khán giả ngã ngửa tự thấy netizen bị xoay như trong chóng trong chuyện tình của cả hai dưới đoạn clip khóc lóc năn nỉ của nam em nhiều người cũng để lại những bình luận tỏ thái độ chê trách phần lớn mọi người đều cho rằng nam em đang bị điều khiển thái quá không có lý trí trong tình yêu thậm chí nói nam em là mất mặt phụ nữ khi phải lên tiếng năn nỉ một người đàn ông quay về bên cạnh những ý kiến chê trách một số người cũng nhận định nên tôn trọng tình yêu của cả hai bởi nam em đủ hiểu điều gì mang lại tốt đẹp cho bản thân hạnh phúc của nam em thì người đẹp sẽ tự cảm nhận rõ nhất chuyện tình yêu của nam em và bùi hữu cường hiện khiến dân mạng vô cùng mệt mỏi cộng đồng mạng đưa ra lời khuyên mong cả hai ngưng làm náo loạn mạng xã hội bởi những chuyện cá nhân bởi vạch áo cho người xem lưng là điều không mấy hay ho thực hư thông tin bạn trai nam em bị hãm hại đến mức phải nhập viện Mới đây nam em gây chú ý khi tiết lộ chồng sắp cưới của mình phải nhập viện gấp trong đêm vì ngộ độc thực phẩm. Kèm theo đó nam em đăng tải phiếu kết quả của bạn trai được bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng đường ruột. Nam em tuyên bố sẽ khởi kiện khách sạn vì nghi ngờ bạn trai của mình bị hãm hại. Cô khẳng định sẽ không tha cho những ai đã ra tay làm hại chồng tương lai của mình. Tuy nhiên sau đó không lâu nam em xóa dòng trạng thái gây xôn xao liên quan đến vụ việc nam em có liên tục đăng tải story nhắc đến fan club của nam ca sĩ Bạch Công Khanh cho rằng cô đang bị nhóm người này chơi xấu. Người đẹp Tiền Giang cho biết cách đây mấy ngày cô bị lừa ăn phải món cháo bẩn thì nay lại có người cố tình dùng thuốc để khiến chồng tương lai nhập viện. Nam em viết, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi sẽ nhờ pháp luật vào cuộc tội vu khống lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đời tôi nhịn nhiều rồi, lần này tôi sẽ không nhịn nữa. Tôi đã muốn bên FC của Bạch Công Khanh dĩ hòa vi quý rồi, nhưng bên bạn lại cố tình muốn đâm sau lưng tôi. Không chỉ vậy, nam em còn chia sẻ câu chuyện đằng sau mối quan hệ giữa mình và Bạch Công Khanh, tiết lộ bản thân bị thao túng tâm lý sau những lần hợp tác. Từ những ngày đầu đi hát tôi luôn muốn song hành với bạn đó lâu dài và tử tế, nhưng cuối cùng tôi nhận được gì? Bạn đó tím ai cũng nhìn thấy. Việc tôi vui đùa với bạn ấy trên sân khấu là muốn làm khán giả vui. Việc của một nghệ sĩ là làm cho khán giả vui. Sau những lời hứa hẹn chuẩn bị ra phim mới quay chung với Bạch Công Khanh, bằng những trò thao túng tâm lý nên tôi mới nhận thóc sâu ca ngợi Bạch Công Khanh. Theo người đẹp, sau khoảng thời gian dài hợp tác, thứ cô nhận lại được chỉ là những lời nói thao túng tâm lý và hành động qua cầu rút ván. Nam em chỉ muốn giữ sự bình yên nhưng không được nên giờ cô sẽ lên tiếng để rửa oan cho mình. Nam em chia sẻ, ngay sau những chia sẻ này, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nam em và bạn trai đi mua hải sản ở chợ vào trưa mùng 1 tháng 12, trong đó cả hai đã tự chọn mua tôm rồi nhờ đầu bếp của khách sạn nơi cô ở chế biến. Trước những nghi vấn về mức độ an toàn thực phẩm mà cư dân mạng đặt ra, phía khách sạn lên tiếng khẳng định tôm được chế biến sạch sẽ và an toàn. Riêng mì tôm và bạn trai nam em ăn từ đâu? Còn riêng mì tôm mà bạn trai nam em ăn từ đâu thì phía khách sạn không biết. Diễn biến sự việc khiến nhiều người không khỏi hoang mang liệu rằng nam em và bạn trai có đang thực sự bị chơi xấu hay do người đẹp đã quá đa nghi và luôn nghi ngờ mọi người xung quanh. Chồng sắp cưới của nam em phủ nhận tin chia tay, thừa nhận ăn bám sau khi tặng khăn phát. Vào chiều 10 tháng 3, trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân Bùi Hữu Cường, chồng sắp cưới của nam em đã có buổi livestream trên nền tảng TikTok. Dễ dàng nhận thấy anh không được lòng cư dân mạng khi liên tục bị mỉa mai chuyện nổ, ăn bám nam em và tặng những chiếc khăn hàng phát, hàng nhái các thương hiệu lớn làm quà 8 tháng 3 cho vợ sắp cưới. Trước sự chỉ trích từ dư luận, Bùi Hữu Cường tỏ ra không kém miếng khi liên tục văn tục đáp trả. Anh còn khẳng định nam em chỉ đang giận, chứ cả hai không chia tay như nhiều người đồng đoán. Nam doanh nhân cũng không ngần ngại thừa nhận ăn bám nam em, tự hào bản thân có tài thì mới có thể ăn bám được người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Anh cũng từng chia sẻ trong một livestream trước đó, các bạn có được ăn bám như tôi không, ăn bám cũng là một nghệ thuật. Và người được ăn bám cho ra ăn bám là một đẳng cấp rất cao không có một con hoa hậu người mẫu nào nó yêu hay nó để cho một thằng khác ăn bám mà thằng đấy không có sự vượt trội về phía nam em tối 9 tháng 3 cô nàng gây xôn xao mạng xã hội khi tranh cãi cực căng lên livestream với chồng sắp cưới không chỉ tố nửa kia gia trưởng dù không bỏ trà đồng nào lo cho cô nam em còn thể hiện sự bức xúc giận dữ khi bạn trai liên tục thể hiện mình trên cơ đe dọa chia tay hoa khôi chia sẻ đừng thể hiện là nam em mà không về nhà là ngày mai anh chia tay anh nghĩ anh là ai là đấng sáng tạo hả là đấng toàn năng hay sao tại sao bao nhiêu lần rồi mà không biết thay đổi tôi đã nghĩ anh là người nhà của tôi thì tôi phải có hành xử cho đúng còn anh đừng lên đây thể hiện thái độ gia trưởng của mình rồi đánh tráo khái niệm mình đang vạch áo cho người xem lưng đó không có người nào có thể ở bên cạnh một người đàn ông gia trưởng như anh hết dù Bùi Hữu Cường phủ nhận chuyện chia tay, nhưng động thái nhường bạn trai cho người khác của nam em và dòng status ăn mừng của nam anh cũng khiến nhân tình cho rằng cặp đôi đã thật sự đường ai nấy đi sau nhiều lần mâu thuẫn không tìm được tiếng nói chung.